Truyện audio xin hân hạnh giới thiệu với quý vị và các bạn truyện ngắn Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Kính mời các bạn cùng lắng nghe. Trước kia mỗi chiều cứ vào lúc chạng vạng mặt trời thì Tràng đi làm về, hắn bước ngất ngưởng trên con đường khẳng khiu, luồn qua cái xóm chợ của những người ngụ cư vào trong bến. Hắn vừa đi vừa tủm tỉm cười, hai con mắt nhỏ tí gà gà đắm vào bóng chiều. Hai bên quai hàm bệch ra rùng rùng, làm cho cái bộ mặt thô kệch của hắn lúc nào cũng nhím những ý nghĩ gì vừa lý thú vừa dữ tợn. Hắn có tật vừa đi vừa nói, hắn lảm nhảm than thở những điều hắn nghĩ. Trẻ con trong xóm cứ thấy cái thân hình to lớn vập vạp của hắn từ dốc chợ đi xuống là ùa cả ra vây lấy hắn, reo cười vang lên: "À, anh Tràng đã về rồi chúng mày ơi. Anh Tràng ơi, bé em mấy? Anh Tràng ơi, đã uống rượu chưa? Anh Tràng ơi." Đứa túng đằng trước, đứa túng đằng sau, đứa cù, đứa kéo, đứa lôi chân không cho đi. Tràng chỉ ngựa mặt lên cười hành hạch. Cái xóm ngự cư tồi tàn ấy mỗi chiều lại xôn xao lên được một lúc, nhưng độ này thì trẻ con không đứa nào buồn ra đón Tràng nữa. Chúng nó ngồi ủ rũ dưới những xó đường không buồn nhúc nhích. Trong bóng chiều nhá nhem, Tràng đi từng bước mệt mỏi. Chiếc áo nâu Tràng vắt sang một bên cánh tay, cái đầu chọc nhặt túi về đằng trước, hình như những lo lắng chật vật trong một ngày đè xuống cái lưng to rộng như lưng gấu của hắn. Cái đói đã tràn đến xóm này từ lúc nào. Những gia đình từ những vùng Nam Định, Thái Bình đôi chiếu lụ lượt bồng bế dắt dù nhau lên xanh xám như những bóng ma và nằm ngổn ngang khắp lều chợ, người chết như ngã rạ. Không buổi sáng nào người trong làng đi chợ đi làm đồng không gặp ba bốn cái thây nằm cong queo bên đường. Không khí vẫn lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người. Dựa cái cạnh tối trầm lại vì đói khát ấy, một buổi chiều người trong xóm bọc thấy Tràng về với một người đàn bà nữa. Mặt hắn có vẻ gì đó phờn phơ khác thường. Hắn tủm tỉm cười một mình và hai mắt thì sáng lên lấp lánh. Người đàn bà đi sau hắn chừng ba bốn bước thì cắp cái thúng con, đầu hơi cúi xuống, cái nón rách Tràng nghiêng nghiêng che khuất đi nửa mặt thì có vẻ rón rén e thẹn. Mấy đứa trẻ con thấy lạ vội chạy ra đón xem, sợ chúng nó đùa như trước. Tràng vội vàng nghiêm nét mặt, lắc đầu ra hiệu không bằng lòng. Mấy đứa trẻ đứng dừng lại nhìn Tràng, đột nhiên có đứa gào lên: "Ấy Tràng ơi!" Tràng quay đầu lại, nó còn cổ gào lên lần nữa: "Chồng vợ hai!" Tràng bật cười: "Bố rành!" Người đàn bà có vẻ khó chịu lắm, thị nhú đôi lông mày lại, đưa tay lên xóc xóc lại tà áo. Ngã tới xóm chợ về chiều càng sắc sơ, heo hút. Từng tần gió từ cánh đồng thổi vào, ngăn ngắt. Hai bên dãy phố úp sụp, tối om, không nhà nào có ánh đèn lửa. Dưới những gốc đa, gốc gạo xù xì, bóng những người đói giật giờ đi lại lặng lẽ như những bóng ma. Tiếng quả trên mấy cây gạo ngoài bãi chợ cứ gào lên từng hồi thê thiết. Nhìn theo bóng Tràng và bóng người đàn bà lụi thủy đi về bến, người trong xóm lạ lắm, họ đứng cả trong ngưỡng cửa nhìn ra bàn tán. Hình như họ cũng hiểu được đôi phần. Những khuôn mặt hốc hác
u tối của họ bỗng dưng rạng rỡ hẳn lên. Có cái gì lạ lùng và tươi mát thổi vào cuộc sống đói khát tăm tối ấy của họ. Một người thở dài, người khắc khẽ thì thầm: hay đấy nhỉ, hay là người dưới quê của bà cụ Tứ mới lên? Chả phải, từ ngày còn một ông cụ Tứ, có thể họ mặc nào lên thăm đâu. Quái nhỉ. Im một lúc, có người bỗng lại cười lên rung rúc: hay là vợ anh cu Tràng? Ồ, khéo mà vợ anh cu Tràng thật anh em ạ. Trong chị ta thẹn thẹn hay đáo để. Ôi chao, giờ đất này còn rước cái của nợ đời về, biết có nuôi nổi nhau sống qua được cái thì này không. Họ cùng nín lặng. Người đàn bà như cũng biết xung quanh người ta đang nhìn dồn cả về phía mình, thì càng ngượng nghịu, chân nọ bước chiếu cả vào chân kia. Hắn cũng biết thế, nhưng hắn lại lấy vậy làm thích ý lắm. Cái mặt cứ vênh lên tự đắc với mình. Người đàn bà cào nhau câu gì trong miệng. Hắn quay lại hỏi: gì hả? Không. Hắn cùng cào nhau: làm gì mà họ khỏe nhìn thế không biết. Hắn bỗng dưng dừng lại, nhìn ngang nhìn ngửa. Này bác Trang, bác Trang! Sau một hồi cửa tối, một cái đầu trọc thò ra giật giọng. Tàng lật đật quay lại: về một mấy, thằng vào chơi cái đà nào. Tràng đứng lại thoái thác: thôi, ông để đến hôm khác. Cái đầu trọc nháy nháy một con mắt, hất hất về phía người đàn bà hóm hỉnh: cái nào đấy? À, người quen. Thôi để hôm khác ông nhá. Hắn quay người trở ra, lật đật chạy theo người đàn bà như người xấu hổ chạy trốn. Người đàn bà đã đi đến được trước cái miếu cũ. Thằng gọi với: ấy, tại lối này cơ mà. Đằng này à? Ừ. Hai người lặng lẽ rẽ xuống một con đường nhỏ, con đường sâu thăm thẳm, luôn giữa hai bờ tre cao vút. Ở đây vắng vẻ, thoải mái. Hắn định nói với thị một vài câu rõ tình tứ mà chẳng biết nói thế nào. Hắn cứ lúng ta lúng túng, tay nọ xoa xoa vào vai kia, đi bên người đàn bà. Thị cũng không nói gì, hai con mắt tư lự nhìn ra phía trước. Tiếng gió trên bờ tre rì rào và tiếng lá khô xào xạc dưới bàn chân. Trong một lúc, Trang hình như quên hết những cảnh sóng ê chề tăm tối hàng ngày, quên cả cái đói khát ghê gớm đang đe dọa, quên cả những tháng ngày trước mặt. Trong lòng hắn bây giờ chỉ còn tình nghĩa giữa hắn và người đàn bà đi bên. Một cái gì mới mẻ, lạ lắm, chưa từng thấy ở người đàn ông nghèo khổ ấy. Nó ôm ấp, mơn man khắp da thịt Tràng, tựa hồ như có bàn tay vuốt ve trên sống lưng. Sắp đến chưa? Người đàn bà chợt hỏi. Sắp. Nhà có ai không? Có một mình tôi với mấy u. Thị tủm tỉm cười. Đã một mình là còn mấy u, bé lắm đấy. Hắn bật cười. Hắn nhỉ, câu chuyện xem chừng đã thân thân. Hắn đi sát gần bên thị hơn, ngậm nghị một lúc. Chợt hắn giơ cái chai còn vẫn cầm lăm lăm một bên tay lên khoe. Dầu tối thắp đây này. Sàng nhỉ, khá thôi, hai hào đấy, đắt quá, cơ mà thôi chả cần. Hoàng nói vừa vừa thôi. Hắn chặt lưỡi. Vợ mới cưới, vợ mới vợ miếc cũng phải cho nó sáng sủa một tí chứ. Cả nhà chưa tối đã rút vào ngay. Khỉ gió. Thì phát đánh đét vào lưng hắn, khập mặt lại. Hắn thích chí, ngựa cổ cười khanh khách. Mấy con chó giật mình chạy thọt vào trong lũy thò mọ ra sủa vang lên. Thằng nhặt một hòn gạch, vung tay ném mạnh một cái. Mẹ bố chúng mày cắn gì thế? Mà chưa đến à? Còn chán. Khiếp. Thì con mày lại dậy lên. Hắn phì ra cười, cúi xuống nhấc cánh râu, dấp cọng ra reo.
đây rồi. Thì lặng lặng theo hắn vào trong nhà. Cái nhà vắng teo, đứng rúng ró trên mảnh vườn mọc lộn nhộn những bụi cỏ dài. Thì đảo mắt nhìn xung quanh, cái ngực đầy lép nhô hẳn lên, nén một tiếng thở dài. Thằng Sam Sam bước vào trong nhà, nhấc tấm phên rách trang một bên, thu dọn những niêu bát, xong sóng áo, vứt bừa bột cả trên giường, dưới đất. Hắn quay lại nhìn thì cười cười, không có người đàn bà, nhà cửa thế đấy. Thị nhếch mép cười nhạt nhẽo, đang vỗ vỗ xuống giường đon đã. Ngồi đây, ngồi xuống đây, tự nhiên. Người đàn bà theo lời hắn, ngồi mớm xuống mép giường. Cả hai bọn cùng ngượng nghịu. Thằng đứng tây ngây ra giữa nhà một lúc, chợt hắn thấy sợ sợ. Chính hắn cũng không hiểu sao hắn sợ. Hắn lấm lét bước vội mấy bước ra sân, gắt lên: sao hôm nay bà lão về muộn thế không biết? Hắn loanh quanh hết chạy ra ngõ đứng ngóng, lại chạy vào sân nhìn trộm vào trong nhà. Thì vẫn ngồi bớm ở mép giường, hai tay ôm khư khư cái thúng, mặt bất thần. Hắn nghĩ bụng: quái, sao nó lại buồn thế nhỉ? Ồ, sao nó lại buồn thế nhỉ? Hắn nhổ vu vơ một bãi nước bọt, tủm tỉm cười một mình, nhìn thị ngồi ngay giữa nhà. Đến bây giờ hắn vẫn còn ngơ ngơ, như không phải thế. Ra hắn đã có vợ rồi đấy ư? Hà, việc xảy ra thật hắn cũng không ngờ. Hắn cũng chỉ tầm phơ tầm phào, đâu có hai bận ấy thế mà thành vợ thành chồng. Ít lâu nay hắn xe thóc liên đoàn lên tỉnh, mỗi bận qua cửa nhà kho lại thấy mấy chị con gái ngồi vêu ra ở đây. Hắn đoán họ ngồi đấy nhặt hạt rời vãi, hay ai có công việc gì gọi đến thì làm. Một lần hắn đang gò lưng kéo cái xe bò thóc vào dốc tỉnh, hắn hò một câu chơi cho đỡ nhọc. Hắn hò rằng: muốn ăn cơm trắng mấy giò này, lại đây mà đẩy xe bò với anh nì. Chủ tâm hắn cũng chẳng có ý trong quẹo cô nào, nhưng mấy cô gái lại cứ đẩy vai cô ả này ra với hắn, cười như nắc nẻ: kìa anh ấy gọi, có muốn ăn cơm trắng mấy giò thì ra đẩy xe bò cho anh ấy. Thì công cấm: có khối cơm trắng mấy giò đấy. Này, nhà tôi ơi, nói thật hay nói khoác đấy? Thằng ngoái cổ lại, vuốt mồ hôi trên mặt cười: thật đấy, có đẩy thì ra mau lên. Thị vùng đứng dậy, toàn toàn chạy lại đẩy xe cho tràng. Đã thật thì đẩy chứ sợ gì, chẳng đẩy nhỉ? Thị lưỡi mắt cười tích. Thị liếc mắt cười tích: tràng thích lắm, từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có người con gái nào cười với hắn tình tứ như thế. Lần thứ hai, tràng vừa trả hàng xong, ngồi uống nước ở quán ngoài cổng chờ tỉnh, thì thị ở đâu sầm sập chạy đến. Thị đứng trước mặt hắn sưng sỉa nói: điêu, người thế mà điêu. Hắn dương mắt nhìn thị không hiểu. Thật ra lúc ấy hắn cũng chưa nhận ra thị là ai. Hôm nay thị rách quá, áo quần tả tơi như tổ đĩa, thị gậy sọp hẳn đi. Trên cái khuôn mặt lưỡi cài xàm xịt chỉ còn thấy hai con mắt. Hôm ấy lẹo đèo cái mồm hẹt xuống, thế mà mất mặt. À, hắn nhớ ra rồi, hắn tẹt miệng cười: chả hôm ấy thì hôm nay vậy. Này, hãy ngồi xuống ăn miếng dầu đã. Có ăn gì thì ăn, chắc ăn dầu. Thì vẫn đứng cong cớm trước mặt hắn: đây, muốn ăn gì thì ăn. Hắn vỗ vỗ vào túi: rích bố cu hả? Hai con mắt trụng hoáy của thị tức thì sáng lên. Thị đòn đá: ăn tật nhá. Ừ, ăn thì ăn sợ gì. Thế là thị ngồi xà xuống ăn thật. Thị cắm đầu ăn một chặp, bốn bát bánh bút liền chẳng chuyện trò gì. Ăn xong thì cầm dọc đôi đũa quệt ngang miệng thở: ha, ngon.
Về chị ấy thấy hụt tiền thì bỏ bố. Hắn cười, làm đất gì có vợ. Này nói đùa chứ có về với tớ thì ra khuôn hàng lên rồi cùng về. Nói thế, Tàng cũng tưởng là nói đùa, ai ngờ thì về thật. Mới đầu anh chàng cũng chợt nghĩ, phóc gạo này đến cái tân mình cũng chẳng biết có nuôi nổi không, lại còn đèo bồng. Sau không biết nghĩ thế nào, hắn chặt lưỡi một cái, chặt về. Hôm ấy, hắn đưa thị vào chợ tịnh bỏ tiền ra mua cho thị một cái thúng con, đựng vài thứ lặt vặt, và ra hàng cơm đến một bữa thật no nê, rồi cùng đẩy xe bò về. Tàng chợt đứng dừng lại, lắng tai nghe, ngoài ngõ có tiếng người hùng hắng ho. Một bà lão từ ngoài rằng trai lọc khổng đi vào ngõ. Bà lão vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán gì trong miệng. Thấy mẹ, Tàng reo lên như một đứa trẻ và gọi với vào trong nhà, "Ưu đã về đấy." Hắn lật đật chạy ra đón, "Hôm nay sao ưu về muộn thế, làm tôi đợi nóng cả ruột." Bà cụ Tứ nhấp nháy hai con mắt nhìn chàng, chậm chạp hỏi, "Có việc gì thế vậy?" "Thì ưu hẳn cướp vào trong nhà đã nào." Bà lão phập phồng bước theo con vào trong nhà. Đến giữa sân, bà lão đứng sững lại. Bà lão càng ngạc nhiên hơn, "Quái, sao lại có người đàn bà nào ở trong ấy nhỉ? Người đàn bà nào lại đứng ngay đầu giường thằng con mình thế kia? Sao lại chào mình bằng ú? Không phải con cái đục mà, ai thế nhỉ?" Bà lão hấp háy cặp mắt cho đỡ nhoèn, vì tự dưng bà lão thấy mắt mình nhoèn ra thì phải. Bà lão nhìn kỹ người đàn bà mấy lần, vẫn chưa nhận ra người nào. Bà lão quay lại nhìn con, tỏ ý không hiểu. Tàng tươi cười, "Thì ưu hằng vào ngồi lên giường, lên chiếc chỉnh chề, cái đã nào?" Bà lão lập cập bước vào. Người đàn bà tưởng bà lão già cả, điếc lác, thì cất tiếng chào lần nữa, "Ưu đã về ạ." "Ô hay, thế là thế nào nhỉ?" Bà lão băn khoăn ngồi xuống giường. Tàng nhắc mẹ, "Kìa, nhà tôi nó chào u." Thấy mẹ vẫn chưa hiểu, hắn bước lại gần nói tiếp, "Nhà tôi nó mới về làm bạn với tôi đấy u à. Chúng tôi phải duyên phải kiếp với nhau, chẳng qua nó cũng là cái số cả." Bà lão cúi đầu nín lặng. Bà lão hiểu rồi, lòng người mẹ nghèo khổ ấy còn hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự, vừa ai oán vừa xót thương cho số kiếp đứa con mình. Chào ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này. Còn thì mình thì thật, kẻ mắt càng nhèm của bà rụ xuống hai dòng nước mắt, biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không. Bà lão khẽ thở dài đứng lên, đăm đăm nhìn người đàn bà, thì cúi mặt xuống, tay vân vê tà áo đã rách bợt. Bà lão nhìn thị và nghĩ, người ta có gặp bước khó khăn đói khổ này, người ta mới lấy đến con mình, mà con mình mới có vợ được. Thôi thì bổn phận bà là mẹ, bà đã chẳng lo lắng được cho con, may ra mà qua khỏi được cái tao đoạn này thì thằng con bà cũng có vợ, nó yên bề nó, chẳng may ra ông rời bắt chết cũng phải chịu, chứ biết thế nào mà lo hết được. Bà lão khẽ giằng hắn lên một tiếng, nhẹ nhàng nói với nàng dâu mới, "Ừ, thôi thì các con phải duyên phải kiếp với nhau, u cũng mừng lòng." Tàng thở phào một cái, ngực nhẹ hẳn đi. Hắn hò khẽ một tiếng, bước từng bước dài ra sân. Bà cụ Tứ vẫn tư tốn nói tiếp, "Nhà ta nghèo con ạ, vợ chồng chúng mày liệu mà báo nhau làm ăn, rồi ra mày mà ông vợ cho khá, biết thế nào hả con? Ai giặc ba họ, ai khó ba đời, có lẽ thì rồi con cái chúng mày về sau
Bà lão đăm đăm nhìn ra ngoài, bóng tối trùm lấy hai con mắt. Ngoài xa, dòng sông trắng uốn khúc trong cạnh đồng tối. Mùi đốt đống rơm ở những nhà có người chết theo gió thoảng vào khét lẹt. Bà lão thở nhẹ ra một hơi dài. Bà lão nghĩ đến ông lão, nghĩ đến đứa con gái út. Bà lão nghĩ đến cuộc đời cực khổ dài dặn dặc của mình. Vợ chồng chúng nó lấy nhau, cuộc đời chúng nó liệu có hơn bố mẹ trước kia không? Con ngồi xuống đây, ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân. Bà lão nhìn người đàn bà, lòng đầy thương xót. Nó bây giờ là dâu, là con trong nhà rồi. Người đàn bà khẽ nhúc nhích, thì vẫn khép nép đứng nguyên chỗ cũ. Bà lão hạ thấp giọng xuống thân mật. Kể ra, kể có ra làm được dăm ba mâm thì phải đấy. Nhưng nhà mình nghèo, cũng chả ai người ta chấp nhận chị lúc này. Cột làm sao chúng mày hòa thuận là u mừng lắm rồi. Năm nay thì đói to đấy, chúng mày lấy nhau lúc này u thương quá. Bà cụ nghẹn lời không nói được nữa, nước mắt cứ chạy xuống ròng ròng. Đang đứng ngoài thấy vậy, hắn bực mình quá hầm hầm bước vào trong nhà. Đánh diêm đốt đèn, thấy sáng, bà lão vội vàng lau nước mắt ngược lên. Có đèn đấy à? Ừ, thắp lên một tí cho sáng sủa. Dầu bây giờ đắt gớm lên ấy mày ạ. Bà lão đứng dậy, uể oải sang giường bên kia nằm. Tràng lao bao trong miệng, chán quá, chẳng đâu vào đâu, tự nhiên cục khóc. Tiếng bà cụ tứ bên kia nói với sang: hôm nào nghỉ ở nhà kiếm lấy ít nứa, về đang cấp phên mà ngăn ra mày ạ. Vâng. Tràng ngoan ngoãn đáp lời mẹ. Hắn toàn quay lại bảo thị cởi áo đi nằm. Nhưng thấy thị ngồi bất thần dưới chân giường, tự nhiên hắn lại không dám. Hắn lặng lặng ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Cả hai cùng sương sùng chả biết nói gì. Ánh đèn vàng đục ở góc nhà tỏa ra ấm áp và kéo dài hai cái bóng trên vách. Bên ngoài, gió từ mặt sông thổi lên rì rào như tiếng người thầm thì nói chuyện. Giữa sự im lặng của đôi vợ chồng mới, có tiếng ai hờ khóc ngoài xóm lọt vào tị tê, lúc to lúc nhỏ. Người đàn bà bộc thở dài, càng quay lại khẽ hỏi: buồn à? Không. Gớm, sao lúc này nói chuyện dài thế? Đời sốt cả ruột. Thị lườm hắn không trả lời. Hắn xích lại cười cười: thôi khuya rồi đấy, ngủ đi. Thị giơ tay cụm vào trán hắn. Chỉ được cách thế là nhanh. Dơ. Hắn cười khi khi vươn cổ thổi tắt một ngọn đèn. Trong đêm khuya, tiếng hồ khóc tỉ tê nghe càng rõ. Sáng hôm sau, mặt trời lên bằng con sao, con sào. Đang mới trở dậy, trong người êm ái, lững lơ như người vừa ở trong một giấc mơ đi ra. Việc hắn có vợ đến hôm nay, hắn vẫn còn ngỡ ngàng, nhưng không phải. Hắn chắp hai tay sau lưng, lững thững bước ra sân. Ánh nắng buổi sáng, mùa hè sáng lòa sói, lá sói và hai con mắt còn cay xè của hắn. Hắn chớp chớp liên hồi mấy cái và bỗng vừa chợt nhận ra xung quanh mình có cái gì vừa thay đổi mới mẻ, khác lạ. Nhà cửa, sân vườn hôm nay đều được quét tước, thu dọn sạch sẽ gọn gàng. Mấy chiếc quần rách như tổ đĩa vẫn vắt khươm mười niên ở một góc nhà đã thấy đem ra sân hông. Hai cái an nước vẫn để khô cong ở dưới góc ổi, đã kín nước đầy ấm áp. Đống rác bùn tung hoành ngay lối đi đã xót sạch. Ngoài vườn, người mẹ đang lúi húi dậy những bụi cỏ mọc nham nhỡ. Hắn vợ hắn quét lại cái sân, tiếng trồi từng nhát kêu sàn sạt trên mặt đất. Cảnh tượng thật đơn giản, bình thường, nhưng đối với hắn
lại rất thấm thía cảm động. Bỗng nhiên hắn thấy hắn thương yêu gắn bó với cái nhà của hắn lạ lùng. Hắn đã có một gia đình, hắn sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái ở đây. Cái nhà như cái tổ ấm che mưa che nắng, một nguồn vui sướng phấn chấn đột ngột tràn ngập trong lòng. Bây giờ hắn mới thấy hắn nên người, hắn thấy hắn có bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này. Hắn xăm xăm chạy ra giữa sân, hắn cũng muốn làm một việc gì để giữ phần tu sửa lại căn nhà. Bà cụ Tứ chợt thấy con trai đã dậy, bà lạo nhẹ nhàng bảo nàng dâu: "Anh ấy dậy rồi đấy, con đi dọn cơm ăn chẳng muộn." "Vâng ạ." Người đàn bà lặng lặng đi vào trong bếp. Tràng non thì hôm nay khác lắm, rõ ràng người đàn bà hiền hậu đúng mực, không còn vẻ gì cháo chát chọc lọt như mấy lần Tràng gặp ở ngoài tỉnh. Không biết có phải vì mới làm dâu mà thì tu chí làm ăn không. Bà mẹ Tràng cũng nhẹ nhõm tươi tỉnh khác ngày thường, cái mặt bụng beo u ám của bà rạng rỡ hẳn lên. Bà lão xăm sắn thu dọn quét tước nhà cửa, hình như ai nấy đều có ý định nghĩ rằng thu xếp cửa nhà cho quang quẽ nề nếp thì cuộc đời họ có thể khác đi, làm ăn có cơ khấm khá hơn. Bữa hôm ngày đói trông thật thảm hại, giữa cái mẹ trách có đọc một lùm rau chuối thái rồi và một đĩa muối ăn với cháo, nhưng cả nhà đều ăn rất ngon lành. Bà cụ vừa ăn vừa kể chuyện làm ăn gia cảnh với con dâu. Bà lão nói toàn chuyện vui, toàn chuyện sung sướng về sau này. "Tràng à, khi nào có tiền ta mới mua lấy đôi gà. Tao tin rằng cái chỗ đầu bếp kia làm cái chuồng gà thì tiện quá. Này ngoảnh đi ngoảnh lại chả mấy mà có ngay đàn gà cho mà xem." Tràng chỉ vâng. Tràng vâng rất ngoan ngoãn. Chưa bao giờ trong nhà này mẹ con lại đầm ấm, hòa hợp như thế. Câu chuyện trong bữa ăn đang đà vui bỗng ngừng lại. Nêu cháo lọng bọng, mọi người được có lưng lưng hai bát đã hết nhãn. Bà lão đặt đũa bát xuống, nhìn hai con vui vẻ: "Chúng mày đợi u nhá, tao có cái này hay lắm cơ." Bà lật đật chạy xuống bếp, lệ mề bưng ra một cái nồi khói bốc lên nghi ngút. Bà lão đặt cái nồi xuống bên cạnh mẹt cơm, cầm cái môi vừa khuấy khuấy vừa cười: "Chè bay." Bà lão múc ra một bát: "Chè khoán đây, ngon đáo để cơ." Người con dâu đón lấy cái bát, đưa lên mắt nhìn, hai con mắt thì tối lại, thì điềm nhiên và vào miệng. Tàng cầm cái bát thứ hai mẹ đưa cho, người mẹ vẫn tươi cười đon đã: "Cám đấy mày ạ, hì, ngon đáo đấy, cứ tự ăn mà xem, xóm ta khối nhà chẳng có cám mà ăn đấy." Tràng cầm đôi đũa, gợt một miếng bỏ vội vào miệng, mặt hắn trùng lại ngay, miệng cám đắng chát và nghẹn bứ trong cổ. Bữa cơm từ đấy không ai nói câu gì, họ cắm đầu ăn cho xong lần. Họ tránh nhìn mặt nhau, một nỗi tủi hờn len vào tâm trí mọi người. Ngoài đình bỗng dội lên một hồi trống dồn dập vội vã, đàn quạ trên những cây gạo cao chót vót ngoài bãi chợ hốt hoảng bay vù lên, lượn thành từng đám bay vần trên nền trời như đang đám mây đen. Người con dâu khẽ thở dài thì nói lí nhí trong miệng: "Trống gì đấy u nhì?" "Trống thuế đấy, đằng thì nó bắt gồng đây, đằng thì nó bắt đóng thuế, rời đất này không chắc đã sống qua được đâu các con ạ." Bà lão ngoảnh vội ra ngoài. Bà lão không dám để con dâu nhìn thấy bà khóc, thì lầm bầm: "Ở đây vẫn phải đóng thuế cơ à?" Im lặng một lúc thì lại tiếp: "Trên mạng Thái Nguyên, Bắc Giang, người ta không chịu đóng thuế nữa đâu. Người ta còn phá cả khóc thóc của Nhật chia cho người đói nữa cơ đấy." Tàng thần mặt ra nghĩ ngợi,
cái mặt to lợn lớn bặm lại, khó đăm đăm, miệng cám ngầm, trong miệng hắn đã ra bạ chát xít. Hắn đang nghĩ đến những người phá kho thóc Nhật. Tràng hỏi vội trong miệng ăn: "Trong miếng ăn Việt Minh phải không?" "Ừ, sao nhà biết?" Tràng không trả lời. Trong ý nghĩ của hắn vụt lên ra cạnh những người nghèo đói âm âm, kéo nhau đi trên đê sộp. Đằng trước có lá cờ đỏ to lắm. Hôm ấy hắn láng máng nghe người ta nói họ là Việt Minh đấy, họ đi cướp bóc đấy. Tràng không hiểu gì, sợ quá, cái vụ xe thóc của liên đoàn tắt cánh đồng đi lối khác. À, ra họ đi phá thóc chia cho người đói. Tự dưng hắn thấy ân hận, tiếc rẻ, vẩn vơ, khó hiểu. Ngoài đình tiếng trống thúc thuế vẫn dồn dập. Mẹ và vợ Tràng đã buông đũa đứng dậy. Trong óc Tràng vẫn thấy đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện ngắn Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Nếu các bạn cảm thấy hay thì hãy xin để lại một dòng bình luận, like share cho trang của chúng tôi nhé. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ.